Hôm nay là ngày ba má đặt mua một con heo quay 3 triệu để cái gì á? Đây là con heo quay. Đặt mua con heo quay 3 triệu để cảm ơn vì đã có được cái tiền lương hưu. Rồi, cảm ơn anh nhiều. No, no, im. Đây là nhân viên giao. Lại nhiêu tiền đó con? Đâu rồi? Mười ký rưỡi luôn hả? Ừ, nó hơi có nửa ký nha. Đâu có chính xác, cô bác nghe cô này đâu. Heo này nhiêu tiền hết vậy anh? 3 triệu mốt 50. Con heo 10 ký rưỡi 2 triệu 7 50 cộng 4 trăm rưỡi tiền đặt cọc 3 triệu 50. Cái anh đó nói là theo truyền thống là cúng cho ông bà lấy con dao Thái Lan cắm lên lưng có heo quay lúc cúng vậy thôi, để cho ông bà về lấy dao gọt ăn. Thì mình nghe vậy nói vậy. Nói chứ con heo này là 10 ký rưỡi, 3 rúng 50. Nó lò này chứ ở Hóc Môn á. Này cúng là ba má cảm ơn vì ông bà về phù hộ có được cái tiền lương hưu suôn sẻ. Ba mới về hưu vào tháng 4 năm 2019 năm nay. Tới tháng 11 ba mới có được cục tiền lương hưu. Ok. Rồi giờ đây má bắt đầu tiến hành cắt coi thử con heo nó như thế nào. Đây là đầu tiên mua nhà mua một con heo quay bự với gì. Tạ lễ ông bà cảm ơn một chuyện suôn sẻ về tiền lương hưu của ba. Mai mốt ba quay với ba cầm như vậy nè ba. Nhớ nha ba. Đó ba cầm như vậy á. Rồi ba để cái nút tay sẵn cái nút đỏ nè. Cứ gì ba quay xong ba ấn nó một cái là xong. Ừ, không được lia. Nó đã hỗ trợ chống rung cho ba rồi. Kìa. Biết rồi. Mười ký rưỡi ba. Này, đây bây giờ dở lên thử nè. Đó. Một bé heo quay. Ở dưới có tủ lồng phải không á? Đó, bên tủ lồng ở dưới á. Và hôm nay cũng là ngày vui luôn. Mini nó mất tích sau 4 ngày. Nó trở về. Sáng 5 giờ, Mini nó về trước cửa nhà, nó kêu meo 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 cái má cho nó vô. Nó đi ngay bữa sáng mà ba má vợ ở dưới quê lên. Ok.
Heo ba má đặt 10 kg, hóa ra 1,5 kg hả? Sức khỏe bình yên tai qua nạn khỏi, mọi việc suôn sẻ qua hết, con cái làm ăn thuận lợi phát đạt. Hôm nay con xin tạ lễ ông bà, làm lành chúng con tạ lễ ông bà phù hộ khỏe mẹ con, mạnh giỏi sức khỏe, ông bà bình yên tai qua nạn khỏi, con được sự. Thấy chưa, thấy chưa, gì ông bà đã phù hộ cho thằng này về nhà nè ba. Anh mini về nhà. Rồi, ok. Ok. Bánh hỏi, heo quay, trái cây, rau giá đầy đủ. Còn đây là cái thước me, chút nữa dùng để chặt. Ủa đâu rồi? Đây nè, đây cái thước me ba vợ chơi chứ châu đốc bự khổng lồ luôn chứ gì phải chặt heo. Đây là tiết mục chặt heo quay. Này đồ lòng của nó. Mềm dữ ba ha. Không có chín đâu. Còn nắng hỏi là còn, nhưng mà nó không có chín đâu. Cái này cái gì vậy má? Lưỡi nè. Cái cục này là hột huyết á hả? Huyết rồi. Hay rồi chứ. Rồi có một nhân vật đã chiến đã thấy. Nay cái thớt của ba hông sau gần một năm mấy mới lấy ra xài. Ủa có này nồi nữa hả? Có này nồi nữa. Chà quên định cho chó lên. Nãy con nhốt nó một trước đi. Này coi. Nhà Linh có ấy không? Có rồi, má không có rồi, không có. Rồi bây giờ lấy hai chị em. Giờ con nước hay sao ta ăn? Vô Linh kìa. Ba đưa, ba cứ để ở đây đi. Đưa cái bịch hồng. Đưa cái bịch hồng bỏ vô rồi bỏ bịch này. Ok. Đây, một phần là một người. Mấy cái này mắc khìa không má? À, khìa nước dừa. Còn cái này cái gì vậy má? Giá heo. Ồ. Giá heo là thứ ngon nhất của con heo luôn. Cái giò lại cho mình.
giò heo đó. Okay.